cây nhà lá vườn nhé cả nhà nhé. Đây là kỳ năm thứ hai. Kỳ năm thứ hai cây mẹ là tại vườn. Nó đều là hơn 20 sen rồi. Lực có đi này. Lực có đi quá khủng luôn. Đợt vừa đoạn nó ra là ra hoa hết rồi. Không được một tí kỳ nào luôn. Đây cây mẹ nó đây. Nở tại vườn thì em vẫn hay chụp cho mọi người đấy. Đấy cây mẹ đây.